Vâng và bây giờ lời đầu tiên thì à, chương trình xin đường mến chào các thính giả Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một gương mặt mà cũng hơi lâu rồi Kim Thanh mới có cơ hội để gặp lại bạn này Một người nam tiếng từ Hà Nội cũng được 3-4 năm rồi thì cũng có dịp qua đài để chia sẻ Nhưng mà gần như là gần một năm cảm giác là bạn mất tích là Không biết là bạn có làm cái gì hay không uh, Hay là bạn vẫn hoạt động mà mình không biết hay là sau đó? Nhưng mà bây giờ thì thấy bạn có ra một cái sản phẩm Cho nên là mời bạn qua để trò chuyện cùng với chương trình Vâng, Huy R Dạ, <laughs> à, lời đầu tiên thì cho em xin chào tất cả các thính giả của VOH Và em xin chào chị Thanh ạ ừ. à, Đợt này quay trở lại thì Chị thấy là cái bài hát của em nó có khá nhiều điều để nói Nhưng mà trước đó thì cho chị hỏi là Do em ít hoạt động trong suốt một năm qua Hay là em hoạt động mà chị không biết vậy? À, dạ cũng thực sự là cái tần suất hoạt động của em trong một năm qua thì nó nó ít hơn trước đó. Ừ. Lý ừ. do là gì em? Một năm qua thì em em muốn chậm lại để xem bản thân mình còn thiếu những cái gì và thực sự ra là cái cái cảm xúc của em nó bị ảnh hưởng nhiều bởi những à, một vài những cái biến cố nó khá là tiêu cực. Ừ. Và bây giờ em thấy là mình thiếu gì nếu mà mình gọi là một năm để mình chiêm nghiệm lại. Ờ à sau khoảng một năm mà vẫn hoạt động nhưng mà hoạt động ít đi thì uh, em thấy là mình mình thực sự là cần trở lại mạnh mẽ hơn và cần tìm thấy bản thân mình sao ta Chỉ tìm thấy bản thân mình mà sự có một cái sức sống mới hơn và một cái phong cách nó gì đó nó khác biệt hơn so với những ngày xưa Ừ. thì chị biết là cái thời gian đầu huy rờ vào thành phố Hồ Chí Minh nó thấy em cũng khá là trông trên trong rất là nhiều thứ tại vì không chỉ công việc mà cuộc sống mọi thứ nó thay đổi quá nhiều nhưng mà cho tới bây giờ thì mình có một cái điểm tựa chưa để ví dụ như những cái lúc trông trên đó hoặc là một năm vừa qua mình uh, tạm gọi là lạc lối đi có lạc lối như thế nào đi thì nó cũng ở một mức nào đó thôi uh thực ra so với cả cái những ngày đầu mà bước chân vào sài gòn thì tới bây giờ thì em cảm thấy cuộc sống đã ổn hơn rất là nhiều em có những mối quan hệ mới và những người anh người em là những cái gọi là gì ra những cái bệ đỡ những cái điểm tựa cho em rất là lớn hmm. à, sau cái khoảng thời gian mà em gặp vấn đề với công ty cũ ấy, hmm. thì uh, rất là may mắn là em đã được gặp anh tường và tất cả những anh chị đã giúp đỡ và hỗ trợ em cả về vấn đề tinh thần và công việc rất là nhiều ừ. và như vậy là một năm qua thì chị nghĩ nó sẽ thiên về âm nhạc là nhiều hơn đúng không à, chị có thấy cái phần thông tin ở trên cái đơn vị truyền thông đăng tải về cái sản phẩm mới của huy r thì em có chia sẻ là và chị hiểu thông qua cái chia sẻ đó là em rất là áp lực tại vì mọi người thấy em là sáng tác có màu thôi dạ. thì đúng không ờ, thực ra thì em em cũng hiểu những cái uh, suy nghĩ đó của khán giả và của mọi người. Uh, trước giờ thì em vẫn luôn cố gắng để làm nhiều phong cách nhất khác nhau và nhiều những cái thể loại nhạc uh, nhất có thể. Tại vì có lẽ là tất cả những cái bài hát đó do em sáng tác và do những cái chất liệu ngôn từ và những cái cách mà em, em 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 khai triển nội dung của bài hát nó khá là có sự tương đồng. qua từng các phẩm thì mọi người uh, đôi khi bị 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 tưởng là những bài hát đó nó Giống nhau nhưng mà thực ra là em đã cố gắng làm rất là nhiều những cái thể loại khác nhau rồi. Từ pop, R&B, reggae cho đến uh, lo-fi. Nhưng mà uh, có lẽ là do cách viết nhạc của em như vậy. nên mọi người uh, tưởng là nó là một màu sắc. Nhưng mà thực ra nó là rất nhiều thể loại khác nhau. Ừ. Um, nhưng mà cho dù như thế nào chăng nữa thì chị vẫn thấy với các bạn nghệ sĩ, đặc biệt là các ca sĩ nhạc sĩ đó. Mỗi người thì... Ừ, họ cũng chỉ có một thế mạnh thôi cao lắm là hai cái thôi tức là phong cách thì vẫn chỉ có một và họ từ đó họ biến tấu một chút xíu chứ làm gì có chuyện là một người mà mình có thể thay đổi quá nhiều đúng không ví dụ có những người họ hát ballad cũng suốt đời là chỉ là ballad thôi họ không phù hợp với dòng nhạc khác nhưng mà họ vẫn được thị trường chấp nhận cho nên cái chuyện mà chị nghĩ là nếu mà người ta nói mình một màu này kia đó mà mình thay đổi thì nó có cái vấn đề là liệu mình có thay đổi được hay không, tại vì khi mình thay đổi thì nó không phải là mình nữa dạ. và cái thứ hai là nếu mà mình thay đổi thì liệu người ta cũng có chịu cái mới của mình hay không hay là người ta nói u huy rờ hả cái này nó không phù hợp cái cũ mới là cái hợp chẳng hạn vậy dạ, em cũng uh, suy nghĩ và tính toán đến điều đó rất là nhiều bởi vì uh, em em có hiểu một điều đó là có những người làm âm nhạc họ cố gắng cống hiến cả một đời chỉ để tìm ra cái màu âm nhạc mà định hình được trong mắt công chúng đúng rồi uh, nhưng mà em thì may mắn hơn được khi em mới bắt đầu con đường âm nhạc và cái dòng nhạc của em cái phong cách của em là đã được mọi người nhớ đến là một có một cái chất riêng rồi thì uh, đôi khi uh, làm âm nhạc thì mình vẫn phải tham một xíu mình vẫn muốn thử sức nhiều cái thể loại hơn vẫn muốn thử sức nhiều cái phong cách hơn nhưng mà với cá nhân em thì dù có làm phong cách nhạc nào đi nữa hay là cái thể loại nhạc nào đi chăng nữa thì em nghĩ là nó vẫn sẽ là con người em thôi. Vẫn sẽ là cách cách viết nhạc như vậy, vẫn là cái cách đi giai điệu và viết melody nó theo một cái bản sắc như vậy. Ừ. Chỉ có biết một bạn... Một bạn nhạc sĩ mà bạn vẫn hay hát cái tác phẩm của mình Lâu rồi bạn không có sản phẩm Thì bây giờ bạn muốn viết để giới thiệu mình với mọi người nhưng mà tại vì cái thời của bạn đó thì nó hơi lâu rồi và cái âm nhạc của cái thời đó người ta nghe theo kiểu khác bây giờ huy cũng có thể thấy là trong vòng vài năm là cái gu đã thay đổi rồi đúng không Đấy. thì cái bạn đó vẫn muốn viết theo cái kiểu mới cho nó update với thị trường giờ để người ta không có chê quê hay là cũ và nó tiệm cận với 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 người nghe nhưng mà khi bạn đó cũng viết ra thì có người thích cái bản đó là hay rồi có người nói ờ à, không không phải anh không phải là cái style cũ của anh mọi người thích vân vân. Nó có rất là nhiều luồng dư luận trái chiều nhưng mà trên hết á thì sau khi mà bạn viết xong thì bạn cứ nghe lại bạn nói là sao mình viết mà mình cảm nhận hoài mình không thấy nó đủ hay tại vì nó khác với mình quá. Thế là bạn cũng chọn một cái cách viết mà nó không quá cũ nhưng mà nó phải là bạn nhiều nhất tại vì khi mình á mình hát cái bài của mình mà mình cảm nhận nó là mình thì mình mới thể hiện được rõ ờ uhm. à, đối với đối với bản thân em thì em 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 có một cái suy nghĩ đó là um, hãy nên làm những cái gì mà mình giỏi nhất à, đừng cố gắng chạy theo thị trường và đừng cố gắng chạy theo những cái xu hướng bây giờ bởi vì uh, những cái đó thì không phải bản thân mình mà nếu như không phải bản thân mình thì mình không thể nào làm tốt được ừ, hay ví dụ như là uh, mình đang là một vận động viên bóng đá đi nhưng mà xu hướng bây giờ đang phải là một vận động viên bơi lội thì uh, lúc mà người ta bơi giỏi hết rồi mình mới bắt đầu học bơi thì chắc chắn là cái chặng đua đó mình sẽ không thể nào mà đặt được chân vào nữa ừ. chi bằng là dù bóng đá nó không phải xu hướng bằng bơi lội nhưng mà uh, mình cứ làm giỏi cái lĩnh vực của mình vì đôi khi vẫn sẽ có những khán giả họ sẽ tìm lại những cái cảm xúc cũ tìm lại những cái uh, ấn tượng với cái uh, môn uh, bóng đá đó thì sao thì uh, em nghĩ là mình giỏi nhất ở lĩnh vực của mình uh, mình giỏi nhất ở lĩnh vực nào thì mình hãy làm tốt nhất cái gì mình giỏi hmm. Chị sẽ quay trở lại cái câu chuyện này nói với em lát nữa. Tại à. vì chị nghĩ là chị với em mà cùng nói với nhau có thể là một ngày chưa hết nữa. <laughs> Nhưng mà bây giờ mình sẽ dành thời gian cho cái sản phẩm mới của Huy R. Em ok không dạo này? <laughs> ờ, thực ra là qua một thời gian rất là dài và cố gắng làm mới là bản thân mình thì đến giờ phút này em dám khẳng định là em là ok em ok phải không? Đã. cho nên khẳng định với mọi người ở trong cái mv đó là anh ok thì ok đó cũng chưa chắc là ok ở trong một câu chuyện tình cảm mà là huy R đã ok rồi mọi người đúng không? dạ uhm. thực ừ. ra là cái cái ok này cái cái sự ổn này nó nó không nhất thiết là mình phải đạt được một cái gì đó mà em nghĩ là cái này là nó, nó ổn ở trong trong chính bản thân mình mình cảm thấy ổn và mình cảm thấy hài lòng với những gì mình có ừ. chị nói cái này em đừng có giận nha chị nói thật á là khi chị mở cái mv ra chị xem và chị nghe một vài câu đầu á em biết là chị nghĩ gì không chị thấy là ủa sao cái kiểu chestati quá vậy cái phần hát đó à... chị nghe chestati cũng không đủ nhiều nhưng mà tại vì chị cũng khá là thích cái kiểu hát của bạn đó và cái chất giọng và Huy á, thì từ trước giờ chị nghe là một cái style nó rất là khác Nghe cái nhận diện được em liền Mà sao đợt này á, chị thấy là có cái, cái, cái sự tương đồng quá Và chị cảm giác nếu mà cái bài này á Mà nếu mà chị không xem MV mà kiểu mà đi vô Một cái quán cà phê mà người ta play lên là nhiều khi chị lại tưởng là Chester T đang hát à, em em cũng biết cái điều đó bởi vì em đang làm một cái một cái không phải là uh, hình ảnh của em một cái phong cách của em từ trước đến bây giờ Ừ. nói thật là trong cái sản phẩm này thì em em cảm giác là mình hơi tham một xíu ừ. mình hơi tham cái cảm xúc của mình bởi vì uh, em em khi mở play cái bài hát lên khi mà thực hiện bài hát đấy thì em cảm thấy nghe rất là sướng nghe rất là thích và um, ừ. em biết là nếu mà làm âm nhạc thì mình phải thỏa mãn hai hai yếu tố chính uh, đầu tiên là bản thân sướng Nghe thì thích, nghe thấy sướng là một rồi Nhưng mà cái quan trọng hơn à, Mình là người làm âm nhạc Mà mình luôn phải phục vụ khán giả Thì phải khán giả nghe cũng phải thích à, Nhưng mà cái sản phẩm này thì em đặt Đặt một cái uh, Thứ nhất Cái cái uh, Mục tiêu thứ nhất lên trên hơn đó là bản thân nghe thấy sướng ừ. Còn uh, Em biết là khán giả sẽ nhiều người Không thích được và nhiều người là sẽ sẽ, sẽ sẽ cho rằng là em đang Mất dần cái chất, cái phong cách cũ của mình đi Nhưng mà em mong mọi người hiểu và mong mọi người đón nhận em với một cái uh, phong cách mới và một cái hình ảnh mới như vậy Thật ra là em có sướng thật hay không? Tại vì nó quá khác với em Tức là chị đang nghĩ là những cái sản phẩm từ trước giờ nó mới là em, còn bây giờ nó không phải là em Mà khi không phải là mình thì liệu mình có sướng thật không á? À, Hay là do là mình biết là bây giờ khán giả thích nghe kiểu đó Mình cứ làm để phục vụ cho họ Mặc dù cái chuyện mà thay đổi chính mình á Người ta nhận xét giống người này người kia á, Người ta nghĩ là dễ làm nhưng mà thật ra nó khó lắm Khó dạ, dạ. để làm lắm ừ, Thực ra là nếu như cách đây khoảng 3-4 năm Thì cái bài nhạc này không phải là cái phong cách của cái con người thật của em đâu Nhưng mà sau một khoảng thời gian khá là dài uh, Gặp nhiều biến cố, gặp nhiều những câu chuyện Và được trải nghiệm nhiều hơn thì em em đã là một chàng trai có gì đó nó trưởng thành hơn là cách đây ba bốn năm rồi ừ. và em nghĩ cái sự lắng động ở trong âm nhạc hay là những cái uh, buồn hơn ở trong âm nhạc thì mới chính là em của hiện tại ừ. nhưng mà về cái phần hát phần xử lý mọi thứ đó chị không biết là mọi người nhận định như thế nào chị chỉ đang nói ở cái góc độ cá nhân của mình đó thì chị lại thấy nó có một cái chút gì đó tương đồng và làm cho chị liên tưởng đến á. thì em trong cái sản phẩm lần này nè tức là em thay đổi xong cái tự nhiên là em hát rồi xong em xử lý nó nó tự ra như vậy hay là em cũng có một chút nào đó ngó nghiêng qua thị trường hoặc là mình thấy người này ờ à, hát vậy hay người kia hát kia hay mình lẫm cái một xíu cái okay. mình tổng hợp lại hoặc là mình cũng là một người rất là thích anh sati, mình muốn học hỏi cái gì đó từ ảnh. Um, that thực sự đã, em cũng là một người nghe nhạc của anh Justin rất là nhiều à, bởi vì những cái ngày nhỏ là em đã nghe anh Justin hay là à, nghe anh Sơn, Sơn Tùng hay hồi đó còn ở trong cái cái nhóm rồi đăng ừ. Nên là em cũng bị ảnh hưởng của hai anh rất là nhiều nhưng mà cái sản phẩm này thì em đang khẳng định là nó cũng không mang nhiều phong cách giống như âm nhạc của anh Justin hay anh Sơn Tùng cả ừ. bởi vì uh, Em nghĩ mọi người nghe mà thấy giống thì chắc là do cái phần audio mixing của em nó khá là nhiều nhiều cái effect, cái effect đó là auto tune. Thì nghe nó có vẻ là nó giống melodic rap, nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái bài uh, bài hát bình thường thôi, nhưng mà em em bỏ khá là nhiều cái chất liệu điện tử vào đấy cái sử lý mặt điện tử vào đấy nên nghe giọng hát thì nó khá là lạ so với em đúng rồi và cái sản phẩm lần này để ra theo cái kiểu này thì em đã mất bao lâu để nghiên cứu tìm tòi và quyết định là chọn kiểu như vậy um, em viết bài này từ khoảng hơn một năm nay rồi nhưng mà em bỏ nó bởi vì cảm xúc khi đó nó chưa hợp à, khoảng thời gian gần trở lại đây thì em khi nghe lại thì em thấy là à thế rồi thực ra cảm xúc của mình nó mà rơi chính ở chỗ này. Đây chính là cái cái lúc mà mình hoàn thiện bài này thì em mới lôi bài tay em hoàn thiện và ngồi lại với tất cả mọi người mấy anh em thân thân có người quay, người làm nhạc rồi mọi thứ thì bọn em làm trong khoảng 2 tháng mấy 3 tháng thì đó tất cả các khâu. Ừ. Mà chị cũng khá là đồng ý với cái phần em mới chia sẻ lúc nãy á, là tại vì chị xem cái MV này, chị nghe cái bài hát thì lúc đầu á chị nghĩ nó là rap melodic Đã. mà chị nghe ngồi chị nói, thật ra nó cũng pop nữa đúng không Đã. ừ thế thế mà nó ô cái này nó cũng thú vị và bỏ qua cái chuyện là chị liên tưởng đến chết đi nha chị là một người nghe nhạc mà chị không có suy tính hay là quá cầu kỳ và đòi hỏi theo kiểu nó hơi khắc khe đối với chị chị nghe chị cảm thấy thích thì chị nghe Nó hợp thì nghe Còn không hợp thì thôi Thì chị nghe bài này chị thích Đấy, em cảm ơn. Nó không phải là chỉ vì cái chất giọng Là em giống tiên Chị thích Nhưng mà thật ra là về cái cách đi dây điệu Về mọi thứ trong cái phần âm nhạc Mà em đã thực hiện trong cái bài này Đối với chị nó khá là dễ nghe Nhưng mà uh, Cái đó là nhận định riêng thôi Còn về thị trường thì Bây giờ mình thấy rất là khó Để nói về thị trường uhm, Thì Hỏi qua một chút xíu nè Uh, hiện giờ là ở à, thôi cái đó để lát nữa đi bữa nay có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Huy rồi <laughs> nhưng mà chị chợt nhớ là cái này phải hỏi trước là chị xem cái MV chị thấy cái hình ảnh của em trong MV <laughs> chị mắc cười. cười tại sao lại là hình ảnh <laughs> kiểu vậy uh, em em thực ra ban đầu thì bọn em cũng không định để hình ảnh như vậy đâu bọn em muốn làm bình thường rồi um. ăn mặc bình thường rồi có trang điểm các thứ bình thường thôi nhưng mà tại vì cái 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 vai của bài cái vai cảm xúc của bài á nó nó khá là buồn so với em trước đây mà em thì là một người không giết được cái vẻ mặt buồn buồn như vậy bởi vì mặt em nhìn nó tếu lắm ừ. mà nên coi uh, quay mv mà nhìn cái mặt tếu tếu nó sẽ không hợp với cả cái cảm xúc thế là thôi uh, anh em quyết định để cái, để cái dâu đi nhìn cho nó nó già hơn nó, nó cảm giác nó dầu dĩ hơn một xíu không không có rầu rĩ đâu chị nói thiệt có nhìn chị nhìn huy từ trước giờ em là một người mà gần như là không có make up hoặc là make up nhẹ thôi nó rất là nhẹ thôi và nó rất là tự nhiên đã rất là quen em với cái hình ảnh đó rồi cho nên là chị nhìn em là make up hơi đậm một chút xíu cộng với phần râu đó chị mắc cười lắm chị nói thiệt là chị không có thấy buồn chút xíu nào khi xem cái mv là nó cứ bị phân tâm giữa nhạc với về hình chị nó Ồ, nhạc thì có vẻ là anh anh ổn rồi, anh ok Nhưng mà đây vẫn là một cái câu chuyện nó Không có phải là vui vẻ gì lắm Đã. Nhưng mà chị nhìn cái mặt em là chị lại mắc cười, <cười>, <cười> Chị không biết người khác sao Bọn mà chị à, là vậy <laughs> Có thể cái dụng, dụng ý của bạn đạo diễn là Kiểu em, thực sự cái hình ảnh cỡ Nhân vật trong đó là đang rất là buồn Buồn đến mức là không muốn làm gì Không muốn cả cạo cả ria, ừ. không muốn cả cạo cả dâu ạ nhưng mà em nghĩ cái hình ảnh đấy cũng khá hay và kiểu em thấy nó cũng là lạ ừ nhưng mà em coi là em thấy thì sao nè <laughs> nói thiệt nè <nào. cười> em thì thấy kiểu nó ừ. nhìn nó kiểu gì ấy bởi vì là em em thường thì em không hay để em một cái ria như vậy hay là để uh, cái cái gọi là cái gì cái lông mày nó rậm như vậy ừ thì đúng rồi làm chắc chắn là em nhìn không quen chị lúc xem mà chị đã nghĩ như vậy rồi đó nhưng mà thôi lần này thôi nha cưng nha lần ừ. sau thì mình hóa trang hẳn ra đi ví dụ mình cosplay gì đó đi không mà cũng ý kiến của chị thôi chứ nhiều khi người khác lại thích cũng không biết được rồi bây giờ hỏi những cái câu chuyện râu rìa về âm nhạc nè và dĩ nhiên là nó cũng một cách nào đó tác động đến các bạn nghệ sĩ hiện giờ trong thị trường âm nhạc và chắc chắn trong đó có em. Yeah. Thì trước khi vào phòng thu, Kim Thanh có nói với Huy R và ekip là kiểu như mình thấy là với năm 2023 là một năm rất là khó khăn. Thành ra là mọi thứ nó chững lại rất là nhiều và mảng giải trí cũng như là âm nhạc nói riêng á, nó bị phụ thuộc vào những cái mảng khác, ví dụ như nó phụ thuộc vào kinh tế cho nên là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là sản phẩm thì cũng có đều 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 chỉ là kim thanh thấy là tầm tháng 7 tới bây giờ thì các bạn có vẻ như là sao ta hơi im hơi lặng tiếng và cái thị trường nó cho mình một cái cảm giác là khá là điều hiu, sản phẩm ra ít và những điều này điều kia nó cũng không có được sôi động nó mình thấy là ờ, mọi người đang chú ý cái gì đó chứ không phải chú ý đến chuyện nhạc họ không muốn nghe nhạc hay là sao đó thì không biết là cái đó cảm nhận chủ quan của chị thôi hay hay là bản thân Huy R em cũng thấy đâu đó từ bản thân mình hay là những người mà mình tiếp cận thôi có chia sẻ đó. Dạ, um, thực sự ra là dưới góc độ của một, một khán giả nghe nhạc thì như vậy còn dưới góc độ của một người thực sự là làm âm nhạc như em hay gọi là kiểu người làm nghề như em đi thì kiểu... Um, anh em đồng nghiệp hệ thì cũng hay nói chuyện với nhau ấy. thực sự là mọi người cũng đang khá là khó hiểu vì tại sao cảm giác như năm nay mọi thứ nó đều đi xuống nó đều xìu xìu một cách rất là kỳ lạ ừ, có lẽ là một phần là do cái vấn đề suy thoái kinh tế và một phần nữa là cũng do cái vấn đề về về thói, thói quen thưởng thức của khán giả thì nó đã thay đổi rất là nhiều so với những năm trước nên bây giờ mọi người mà muốn phát hành một sản phẩm mới hay là muốn xuống tay đầu tư một cái sản phẩm nào đó thực sự chỉnh chu là mọi người cũng suy tính khá là nhiều bởi vì về cái phần mà lợi ích thu lại hay là những cái cái tiền vàng thu lại nó là một cái điều mà mọi người không không thể mà lường trước được hay là không thể là mà, mà mà tính được giống như những cái năm trước đó ví dụ như cùng một sản phẩm âm nhạc cùng một đầu tư rất là nhiều tiền đi hàng vài trăm triệu hàng tỷ đồng đi thì những ngày xưa, uh, cách đây 3-4 năm thì đó Thì cái uh, khả năng mà um, sản phẩm đó mang lại cái sự thành công của nó rất là lớn hơn bây giờ So với bây giờ thì em nghĩ là ngày xưa khoảng 7-8 phần Thì bây giờ nó chỉ còn 2-3 phần rồi Vậy là xuống hơi bị nhiều đó dạ. Và em nói là cái xu hướng mọi người nghe nhạc thay đổi Thì cụ thể là nó thay đổi như thế nào trong góc nhìn của em? Uh, em nghĩ là bây giờ cái cái cách thưởng thức của mọi người nó nó bị tác động khá nhiều bởi vì những cái nền tảng mạng xã hội mọi người um, có thói quen nghe nhạc uh, nó gấp gáp hơn đã đúng không nghe nhạc và thưởng thức tất cả hay nói đơn giản là những video ngắn chẳng hạn uh, mọi người cần những cái gì đó mà đôi khi là nó đập luôn vào tai đập luôn vào mắt có nghĩa là biết luôn uh, cái nội dung và cái kết quả của nó thế nên âm nhạc bây giờ nó em thấy cái sự kiên nhẫn của mọi người là để nghe hết bài là chờ đến cái cái đoạn hay cái dụng ý của tác giả nó cũng, cũng khó hơn ngày xưa ừ. thì đó có phải lý do là cái bài này của em ngắn quá không <laughs> ừ, cũng cũng không phải đâu bởi vì là em thì vẫn giữ cái cái típ làm việc như cũ thôi cái uh, kết cấu của bài hát như cũ chỉ là cái bài này uh, em nghĩ là nó chỉ như vậy là đủ rồi ừ. nhưng mà chị thấy ngắn nha chắc là có thể là chị vẫn theo trường phái cũ do mình lớn tuổi ấy chị nghe chị nói ô đang thích này nghe mình chờ 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 xong ủa hết rồi Đã. kiểu vậy đó ừ, thực ra thì uh, trước đây em hay làm nhạc ví dụ như là có hai verse hai uh, verse này, hai điệp khúc và có cả pre và chorus nó rơi khoảng 4 phút cơ đúng rồi thì bài hát này nó chỉ rơi khoảng 2 phút mấy hai phút rưỡi à chưa tới hai phút uh, rồi. nó chỉ bằng 1 phần hai cái cái kết cấu bài như là những cái bài trước đó của em thì bởi vì là trước giờ em ít làm một cái nhạc nó buồn buồn nó lắng như vậy thì uh, em nghĩ một cái bài đầu tiên buồn buồn lắng lắng như vậy thì chắc mở đầu một xíu ấy thôi để cho mọi người uh, làm quen dần và em nói cái sự thay đổi về nền tảng xã hội cũng như là thói quen nghe của khán giả như vậy thì bản thân em có khi mà ra sản phẩm này á mình vẫn ra theo cái kiểu truyền thống như cũ từ trước giờ của mình hay là mình cũng bắt đầu thích nghi mình cũng phải có chiến dịch hoặc là mình cũng phải chủ động tiếp cận khán giả ở nhiều nền tảng khác nhau à, tất nhiên là em 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 cũng phải có những cái bước suy tính nó khác hơn so với cả ngày xưa ví dụ như ngày xưa là mình chỉ um, uh, sản xuất bài hát và phát hành bài hát rồi phát hành mv thôi nhưng mà bây giờ thì mình cần nhiều hơn mình cần liên hệ uh, nhiều những platform những cái bên phát hành nhạc hơn để mà mọi người à, hỗ trợ về mạng phát hành hay là Làm gọi là gì ta Làm nhiều content hơn để quảng bá hơn ừ. Bởi vì nó khá là Cuộc đua nó khá là gay gắt hơn so với những cái năm gần đây Và nó làm mình tốn kém nhiều hơn <laughs> à, Vâng, tốn kém nhiều hơn Và cái phần mà mình Những cái lợi ích mà mình thu lại nó cũng ít hơn so với ngày xưa rất là nhiều ừ. Thế thì tại sao em lại quyết định làm một cái chuỗi sản phẩm tiếp theo Hình như là một tháng sẽ có một sản phẩm đúng không Đã. ừ em dự định em chuẩn bị được khoảng bao nhiêu sản phẩm rồi uh, thực ra thì em em có rất là nhiều những cái bản demo nó rơi cỡ khoảng hai ba mươi bản cơ nhưng wow. mà em thì uh, ngồi lọc ra những cái bản mà nó cùng với nhau một cái cảm xúc cùng với nhau một cái chủ đề đi thì em cố gắng là trong thời gian sắp tới thì em sẽ xả hết trong cái kho bài đang dang dở của mình thì làm hoàn thiện để xả hết dần ra bởi vì là uh, lâu quá mình cũng không hoạt động rồi mình cũng bị uh, nhiều khán giả nhiều anh chị em bạn bè đồng nghiệp gọi là lười của hay nói em là lười quá ra bài đi và làm bài đi nhưng mà thì uh, cái dự án này mà để để cho mọi người thấy là thực sự em không lười chị là em em chưa có thời gian để ừ. em phát hành thôi. Ừ. Tức là anh về mình sẽ làm tới Tết vậy luôn đó, hả? Dạ thì uh, em nghĩ là em sẽ cứ phát hành dần phát hành dần trong những cái kho bài cũ của em. Ừ. Và đợi um, có những cái bài mà em cảm giác mà tâm đắc và gọi là những cái sản phẩm đinh ạ. Thì em sẽ cố gắng để giữ cho một cái dự án nào đó thực sự là chuyên nghiệp phần lớn hơn. Ừ. Nhưng mà mấy chục bài như vậy là phát hành tới Tết rồi đó em. <cười> <cười> dạ nhưng mà cho dù than thở hay ngồi nói này nói kia chứ mà chị vẫn thấy là huy là so với nhiều người khác là em không có tốn chi phí quá nhiều tại vì em sáng tác được em hát được dạ. em hòa âm phối khí được miss master được em à, làm hầu hết các công, công đoạn đúng không dạ, không thực ra cái phần hòa âm phối khí với miss master thì em 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 biết một xíu ừ. thôi cái một xíu em nó, nó đủ để làm nhưng mà em nghĩ là mỗi một người chỉ nên giỏi một hai lĩnh vực gì đó thôi, đừng có tham quá mà ôm nhiều quá. thì uh, mấy phần đó thì em vẫn gửi cho những người chuyên nghiệp hơn và uh, đúng với cả cái chuyên ngành của họ ừ. để cho ra một cái sản phẩm tốt nhất. Nhưng mà mình sáng tác được bài là mình đỡ tiền lắm em. <laughs> Chứ bây giờ em biết là đặt bài là khủng khiếp tới cỡ nào đúng không? Đã uh, đúng rồi. thì cũng có cái may mắn em uh, tự viết được nhạc và tự hát nhạc của mình. Uh, em cũng chia sẻ là sẽ có nhiều anh chị nghệ sĩ nào mà muốn hỏi mua bài của em thì uh, thực ra là em đôi lúc mà cũng cũng thiếu lắm cũng muốn bán đi để kiếm thêm một phần thu nhập đó nhưng mà bán đi <laughs> em để ừ. coi nhạc của huy rồi người khác hát như thế nào chứ dạ. nhưng mà kiểu mình 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 thấy là em em cảm thấy là cái sự sáng tạo của mình nó có hạn đấy nên em cố gắng là thôi có những người nào mà thực sự tha thiết và thực sự mà hợp cái ca khúc đó thì em mới uh, bán còn nếu không thì em sẽ cố gắng giữ cho mình bởi ừ. vì là em sợ khoảng một vài năm nữa em hết chữ em Trời hết cái con... sáng tạo là không biết được nữa sao mà hết được chỉ có những giai đoạn nó sẽ làm cho mình bị stuck lại chút xíu nhưng mà qua giai đoạn đó thì mọi thứ nó cũng sẽ ổn ai làm nghề nào nó cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy và thậm chí năm nào họ cũng sẽ có một khoảng thời gian như vậy chị làm cái nghề này chị cũng bị stuck chứ đâu phải là sáng tác nhạc như em mới bị <laughs> vậy đâu đúng không mình cũng sẽ qua thôi cho nên yên tâm chuyện đó người ta hỏi bán đi em lấy tiền <laughs> nhưng mà vậy nè từ cái hồi em vào thành phố hồ chí minh cho tới bây giờ chị thấy là những cái bài của em á, nếu mà chị nhớ không lầm thì em hát mình thôi đúng không dạ đúng ạ nếu mà nhiều nhiều nhất là chị là em em hát một mình thôi ừ. còn nếu mà kết hợp với người khác thì chắc là em kết hợp nhiều với uh, tùng view cái đó là bạn bạn xưa giờ rồi Đạ, đó bạn từ cấp ba đấy ạ thì thành ra là chị hơi em, hơi khó hiểu một xíu đó Huy Là do cái tính cách của em Em rất là khó mở lòng với người khác Hay là em ngại khi mà ngỏ lời cùng với họ Hay là như thế nào Tại vì đôi khi á, là cái phong cách của mình nó quá quen thuộc Thì mình muốn làm cho khán giả thấy một chút gì đó Nó một cái hơi hướng mới hơn vẫn là Huy vẫn là huy rờ ở đây với những cái đoạn này nhưng mà có cái phần khác thì sẽ có người khác vào nó tươi mới cái sản phẩm hơn giống giống như lâu lâu mình tặng mọi người một món quà một cái điểm nhấn gì đó Đã. ừ không thấy em làm điều đó à, em đúng là thật là em cũng hơi ngại đấy bởi vì là khi mà ngồi nói chuyện với bạn bè ấy, những cái người uh, gọi là rapper những cái ca sĩ nhạc sĩ khác ấy, thì cũng khá là thoải mái nhưng mà để mà đưa ra vấn đề là hợp tác làm với tôi một bài đi thì uh, em em thường ít lắm đưa ra những cái lời đề nghị như vậy. Đâu Chị... có gì bạn bè chơi với nhau rủ nhau thôi mà cùng nhau làm nhạc. Chỉ là kiểu em, cái tính em nó vậy em em cứ bị ngại ngại. Còn nếu như mà những người bạn đó mà đưa ra lời mời hợp tác thì em lại sẵn sàng ấy. Ừ. Hay là em cứ viết luôn, ví dụ như em viết cái bài đó có phần hát mà em cảm thấy là một vài gương mặt ca sĩ nào phù hợp mình mình chuẩn bị hết mình mời họ hát với mình. À, em 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 nghĩ đây cũng là một ý hay ạ à. để em uh, cố gắng trong thời gian sắp tới thì sẽ uh, cố gắng mời một vài anh chị hay là một vài bạn bè hơn nó hợp với cả cái màu sắc của mình để đưa vào cho nó có một cái gì đó nó mới mẻ và sinh động hơn đúng rồi với lại coi như lâu lâu mình tặng khán giả món quà thôi chứ không phải là làm cái điều đó nó nó mất đi cái cái chất của mình nó không phải là vậy mình đừng có dạ. quá đặt nặng cái vấn đề ví dụ như mình mời chị ninh dương Lan ngọc chẳng hạn <laughs> mà chị hỏi thiện ngang cùng công ty chứ em có bao giờ trong đầu em nghĩ tới cái chuyện là em sẽ làm một cái sản phẩm âm nhạc gì đó mà có ninh dương lan ngọc không à, thực ra là chị em em cũng có có làm rồi Ừ. Ờ, cũng thì chị học chị Ngọc thì cũng khá là hợp cái màu sắc âm nhạc của em vì chính tính chị Ngọc vui lắm nhưng mà chị, mấy chị em làm theo kiểu mấy cái bài nó nó vui vui à nó không đặt nặng cái tính cái tính chất nghệ thuật vào đó chị là làm mấy bài hát đó, đơn thuần là mang tính giải trí và mang tới niềm vui cho mọi người thôi ừ ủa đó là bài nào ta hai người cùng hát chị chưa nghe ờ, bài gì anh nhỉ à? À bài mà tết, tết yêu tết ghét ạ à, không mình tết bỏ rồi rồi. nhạc xuân qua đi em mình đừng nói nhạc xuân em. dạ thì đúng rồi thì em <cười> <cười> uh, em đang tính là nếu như trong thời gian sắp tới mà công việc của chị ngọc bà dành rảnh ra thì em muốn hai chị em uh, cố gắng làm một cái bài nào đó mà cảm giác uh, nó chuyên nghiệp hơn một xíu đúng rồi, nói được nhạc xuân kiểu một sản phẩm âm nhạc đàng hoàng đó. dạ, có nghĩa là chị Ngọc khoe được cái giọng hát của mình. Có đúng nghĩa rồi. Là, thực ra là mọi người thấy <laughs> thấy chị Ngọc trên sóng, chị Ngọc hát Khá là kiểu. ghê, uh... <laughs> phá hết, <laughs> nói thẳng vậy đi. dạ, nhưng mà cái giọng giọng của chị Ngọc là bọn em sửa được, bọn em làm được. <laughs> chỉ cần là tiết chế lại một xíu hát, cố gắng là ví dụ như người ta ca sĩ người ta hát hay đi hát về cái người ta xong một câu nhưng mà ví dụ như chị Ngọc thì có thể là bọn em ngồi lại uh, xử lý cách chị hát một xíu để cố gắng tròn vành rõ chữ và cố gắng làm sao mà Gọi là gì ta uh, nghe nó nó bùi tai nhất và ngọt tai nhất sau đó sẽ là những cái câu đoạn xử lý của bọn em hmm. thì em thấy chị Ngọc hát cũng khá ổn bởi vì nó giọng chị khỏe và cái quan trọng nhất mà lúc em đi thu cho chị em bất ngờ đó là cái cái um, gọi là gì ta cái cách cách thể hiện cảm xúc ở trong giọng ấy ạ bởi vì cái màu giọng của chị chị có thể thể hiện cảm xúc của nó rất là hay ví dụ buồn thì cái giọng như nào hay là vui thì cái giọng như nào em nghĩ đó là cũng một phần bởi chị là một cái diễn viên rất là giỏi ừ. bây giờ mình nói chuyện chuyên môn chút xíu đây nha dạ. em trả lời cực kỳ cực kỳ khách quan cho chị em nhận xét như thế nào về chất giọng màu giọng cũng như là năng lực về giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc. Thực ra thì em nếu mà chuyên môn một xíu thì em em cũng không dám nhận xét bởi vì là từ trước đến giờ em vẫn tự thú nhận là em cũng không qua một cái trường lớp đào tạo nào về thanh nhạc á. Ừ. Thế nên để mà nhận xét chuyên môn thì em em không nhận xét em chỉ nhận xét riêng về cái góc góc nhìn và cái cái cái, cái cách mà mà chị Ngọc làm việc với em thôi. Thì em thấy đấy là một cái giọng hát mà ổn đủ đến ngay. Ừ. Còn để mà nói là hay thì chắc chắn là, là chưa đến cái mức mà hay rồi. Nếu mà Ngọc đi hát hay là thi một chương trình gì có hát, đó, em nghĩ là khán giả thích Ngọc được không? Em nghĩ là đó là một cái điều mà rất là khả quan chị ạ, ừ. bởi vì là ngay từ trong cái cách diễn xuất hay là cái cách chị ấy thể hiện bài hát nó đã thể hiện một cái sự rất là tươi mới mẻ và rất là đặc biệt rồi ừ. em nghĩ là đây là một cái điều khá là thú vị để chờ đợi em có biết là trong showbiz họ có đề xuất là nên thành lập một cái nhóm nhạc mà chuyên cover vờ bạn người khác á một cái nhóm là có ninh dương lan ngọc nè có sam nè có hoa hậu tiểu vi nè có puka nè có thúy ngân nè đó <laughs> kiểu vậy đó <laughs> ừ. em có biết chuyện đó hay không à Diệu nhi nữa em à, nhưng mà bởi vì là những 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 Ờ, những cái tên những chị đó là chị là diễn viên với lại người mẫu hoa hậu thôi mà đâu đâu phải là ca sĩ đâu sao lại thành nhóm nhạc? Ừ nhưng mà tại sao nó vậy? Phải có lý do người ta mới đề xuất cho em. À. à, à <laughs> chứ tại sao rất là nhiều người làm diễn viên hát không hay người ta không đề xuất mà người ta đề xuất những người đó? Ừ, Tụ... Có lý do chứ? Có, có nghĩa là từ từ những cái Uh, clip mà các chị hát cover đấy phải không ạ? Nếu ừ, mọi người được sẵn nhóm nhạc phải không ạ? Ừ. Em là, em nghĩ là mọi người chỉ cố gắng đang đang hát đúng theo kiểu là cái gì uh, các chị cảm thấy thôi. Còn em nghĩ là nếu như mà được ngồi lại được mài dũa một xíu là những giọng hát đó thực sự nó cũng không đến mức quá tệ. Ừ. Và... Chị hỏi thì em có nhờ Ninh Dương là Ngọc cover Anh OK chưa? Dạ, chưa em không dám nhờ đúng không? <laughs> không bởi vì là nó nó khác cái khác cái màu quá. À. Còn uh, chị Ngọc thì hát mấy bài tươi tươi thì được. Em Ngọc bài nào hát cũng vậy hết rồi, cho nên là <laughs> em cứ đừng có ngại nữa. Tại <laughs> sao mình không thử nè? Uh, dạ thôi để khi nào hát chị em có dịp thì sẽ cố gắng làm một cái bài nó chuyên nghiệp hẳn. À, tức là trong đầu mình có một cái 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 ý định chi tiết chưa và kiểu như là mình có sáng tác hoặc mình suy nghĩ mình đặt để một cái gì đó chưa hay là chỉ là lời nói ở trên miệng là, không? thực sự ra nếu mà bật mí thì uh, uh, lần tới nếu như có cơ hội có cơ hội đấy, thì em sẽ muốn chị học hát một bài nó hơi buồn buồn một xíu uhm. bởi vì là trước giờ chị học hát mấy bài tươi tươi vui vui rồi đúng không giờ uhm. chị học hát một hát một bài buồn phải thể hiện nhiều ở cái kỹ thuật thanh nhạc hơn một tí nữa ừ. thì em nghĩ đây là một cái điều mọi người sẽ ồ wow á. Ừ. Chị nghĩ là sắp tới Ngọc cũng sẽ có cái thời gian để có thể là thể hiện mình nhiều hơn ở cái vai trò là hát à, thì chắc chắn là em cũng sẽ là người đứng phía sau để hỗ trợ đúng không? À, nếu mà có cơ hội thì tất nhiên rồi. Ừ. Cho nên là chị sẽ chờ xem Ninh Dương Lan Ngọc lúc đó sẽ như thế nào ha <cười> Rồi <cười> bây giờ chị muốn hỏi mấy cái vòng vòng nè. À, hiện tại thì có chương trình rap việc mùa thứ ba cũng được mọi người rất là chú ý và trong đó có những bạn tức là hoạt động trong nghề á đã chuyên nghiệp rồi mọi người đã thấy rồi chỉ chẳng qua là rap anh được rao nhiều khi là số đông chưa biết thôi Chứ ở trong giới thì cũng đã biết rất rõ rồi và thậm chí có bạn Juno you know Big Boy là hồi trước thi năm nay là thi lại nữa đó, tức là các bạn muốn có một cái sân chơi để người ta biết đến mình nhiều hơn qua đó thì mình cũng thể hiện được tài năng và nó cũng hỗ trợ mình khá nhiều á em có um, cái hội mùa ba này em có suy nghĩ là mình tham gia hay không hay là những cái cuộc như thế này là nó không phải là cái nơi dành cho mình um, em em thì uh, kiểu không không phải là một rapper em chỉ nhưng đều... mà em hát cái kiểu của em là chị thấy là rap melodic bình thường không có vấn đề gì cả. À, bởi vì là kiểu em hát chơi chơi thì được em làm sản phẩm riêng được nhưng mà để mà tham gia một cuộc thi thì em thấy cái cái trình độ của em thì nó chưa đủ nhất là một cái chương trình lớn như rap Việt. <laughs> bởi vì là, trong đó toàn là những cái nhân tố mà kiểu về trình độ rap hay là những cái khả năng của họ, những cái kỹ năng của họ nó rất là cao và rất là khủng. Thì em tham gia em cảm thấy nó mình bản thân mình chưa tới và chưa phù hợp chị thấy có bé quang anh rider bình thường cũng hát kiểu khác nhưng mà tới chừng mà cũng vào rap việt cũng bắt đầu rap melodic à, em nghĩ đấy là kiểu mọi người muốn thử sức thôi bởi vì là em em thì nói thật là em em khá là không, không đủ tự tin để tham gia một cái chương trình lớn như vậy ừ. và một cái chương trình mà đòi hỏi nhiều về một kỹ năng mà mình không chắc ừ nếu mà một cái gì mà em chắc chắn hơn ví dụ như một cuộc thi sáng tác chẳng ừ. hay là một, một cuộc thi um... ờ, tôi em nghĩ là chỉ có một cuộc thi sáng tác là em đủ tự tin rồi vậy thì cũng phải hỏi ngược lại tại sao sinh mê son em không thi N bởi vì là khi <laughs> khi mà biết đến cái chương trình đó thì người ta đã qua hết vòng sơ khảo mất rồi em biết đến thì đã, đã muộn mất rồi ừ. còn ngày xưa sinh mê son từ những mùa 1, mùa 2 thì em có thi nhưng mà không động ừ. bởi vì lúc đó em thi um, em thi em uh, thi bằng những cái bài nó nó khá là trẻ con nó không mang nhiều những cái, cái tính nghệ thuật ở trong đó bởi vì bất cứ một cái thi nào thì em nghĩ um, họ cũng đặt nhiều cái giá trị nghệ thuật hàn lâm lên mình ngồi đó em thi bằng những cái bài nó khá là yêu đương kiểu kiểu cô gái mấy năm hai ấy Kiểu 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 như vậy ạ thì uh, em nghĩ là không không phù hợp. Ờ ừ. uh, Hay là bây giờ mình cũng đã có tên tuổi một cái vị trí nhất định rồi đi thi thì không nên nữa rủi rất kỳ. Um, thực ra này em nghĩ cũng không sao đâu. Nếu mà mỗi mỗi một lần mình đi thi là một lần thêm có những cái tệp khán giả mới họ biết đến mình mà. Thì uh, dù có vị trí đến đâu nhưng mà nếu mà cảm thấy bản thân mình mà phù hợp với cuộc thi mà mình muốn thử sức thì em nghĩ là vẫn nên. Đi thử xem sao cũng không sao, không phải là sự uh, ngay vòng bột hay là không được qua vòng loại gì đâu ừ. um, Sao ta, về những cái mà liên quan đến uh, mảng giải trí Nói chung Kim Thanh thấy là mọi người nói là mặc dù á, là nó là mảng khác chứ không phải là mảng âm nhạc Nhưng mà nó lại tác động đến âm nhạc nhiều Và những bạn mà bây giờ làm nhạc ra sản phẩm á Giống như là ngồi bấm quẻ Theo từng ngày là mình ra Ngày nào ổn, ngày nào không à, Hôm nay uh, ráp việc uh, Chắc chắn là sẽ bùng nổ Thôi mình né ra đi Hay là The Masked Singer lên sóng Thì uh, mình cũng nên né cuối tuần đi Tại vì nó có nhiều show trên truyền hình quá Rồi xong ở trên mạng Đang có cái scandal này nè Hay là Blackpink qua Việt Nam Charlie Puth qua Việt Nam Tức là nó có những cái drama như vậy á, Thì chị vẫn nghe một số bạn nói là Ôi, chuẩn bị bao nhiêu công sức Nhưng mà nếu mà phát hành nhạc Mà nó chẳng may Nó trúng những cái thời điểm như thế Là gọi như là công cốc Thì em có thấy như vậy không? Và em cũng có phải ngồi bấm quẻ Để làm sao mà né những cái đó không? Uh, thực ra thì uh, Có có câu gọi là Tránh voi chả xấu mặt nào mà <laughs> Thực ra nếu như mà mình, mình né được ấy, Thì uh, em nghĩ là vẫn Nên né là tốt Bởi vì là nếu như cả một một sản phẩm bỏ ra cả một cái khoản đầu tư rất là lớn mà đôi khi nó không thu lại được cái uh, kỳ vọng cái tương tác cao như mình mong đợi thì cũng chắc chắn là mang lại một cái cảm giác nó nó không được vui không được thoải mái rồi. Thế nên nếu như mình nếu như mà mình mình biết trước cái lịch của uh, những cái bên khác mà cảm giác là họ họ có sức ảnh hưởng rất là lớn ấy thì em nghĩ là cũng nên có một phần nào mà né né những cái ngày đó ra. Ừ. Nếu như mà không quá ảnh hưởng tới mình Còn nếu như mà ví dụ mình đã Ấn định ngày phát hành Ấn định tất cả mọi thứ Với những cái platform phát hành Hay là những cái bên um, Đối tác các thứ rồi Thì đến lúc đó thì em nghĩ là Thôi có sao chơi vậy rồi Thì ừ. cũng không né được nữa ừ. Nhưng mà chị thấy cái anh OK lần này em ra Thì cũng đúng cơn bão khác vậy Đúng không? Dạ ừ. Và cái đó em biết trước Mà tại sao em lại không né? Ừ. Ờ... <laughs> thực ra thì em em thấy là dù có né trước hay riêng với riêng cái sản phẩm này thôi dù có né trước hay né sau cũng vậy à? ừ. nên em nghĩ là thôi cứ um, thôi cứ làm đi vì uh, em đã né quá lâu rồi né một năm trời rồi nên thôi nếu mà giờ né nữa thì chắc là hết tuổi làm nghề mất thì thôi cứ cứ ra đi cho nó nhanh gọn trời em nói gì nghe ghê quá à, Huy tới tuần trước tuần sau thôi mà rồi em suy nghĩ ra tới là hết tuổi làm nghề làm chị nghe chị bị <laughs> nhưng mà, có, có nghĩa là em em đã để khán giả chờ đợi quá lâu rồi đấy. có ừ. nghĩa là gần một năm hoạt động lác đác rồi không có một cái gì mà nó nổi bật đấy. ừ. thì thôi em cứ còn uh, cứ làm đi bởi vì là ví dụ cái này mình không né thì mỗi tháng mình làm một bài mà ừ. cái sau thì né vậy không sao cả mình vẫn còn cơ hội để né chị thấy có tuần nó cũng không có vấn đề gì đâu mà em ghê quá nói làm chị thấy nghiêm trọng ghê nhưng mà từ đây đến cuối năm là những cái sự kiện mà nó tạo ra những cái mà luồn thông tin trên mạng xã hội nhiều á nó sẽ có quá nhiều sự kiện kể cả âm nhạc và không phải âm nhạc nữa cho nên là chị nghĩ là từ đây tới cuối năm là muốn né chắc cũng khó trong mỗi tuần ha Đã. thôi cứ ra thì ra nhưng mà em nghĩ như thế nào về các chương trình truyền hình thực tế liên quan đến âm nhạc ừ, em nghĩ Đầu tiên nhất là nó sinh ra một cái hệ sinh thái, một cái bệ phóng rất là lớn cho những cái bạn tham gia chương trình đó. À, sau khi tham gia chương trình đó, các bạn đã có một cái tài nguyên gọi là gì ra rất là dồi dào để làm nghề thôi. Nhiều khán giả biết tới và nhiều nhiều uh, những cái trang tin người ta săn đón. Nhưng mà việc mà có nhiều những chương trình như vậy hay là việc mà đưa các bạn lên gọi là gì ta một cái vị trí mà nó nhanh quá mức á thì đôi khi nó lại sinh ra những cái hậu quả mà nó em nghĩ là nó nó chỉ thiệt cho những cái bạn uh, tham gia như vậy thôi bởi vì là đôi khi các bạn lại chưa làm quen được với cái 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 vị thế của mình ngay lúc đó Thế là dần già sẽ bị mất điểm rơi phong độ hay là cái quan trọng nhất là mất tinh thần nữa ừ. sao cái này chị cảm giác như là em nói về em hơn là nói về người ta tại vì chị biết ngày xưa những cái bài của em mà nó thành công tới cỡ nào và tự nhiên mình đang làm vui vui thôi mà cuối cùng nó hit quốc dân quá luôn Đã. ừ thì uh, bởi vì là em em nghĩ là em bản thân em dù không tham tham gia tham, tham chương trình nhưng mà em may mắn lại có những cái, cái cảm giác đó sớm như vậy nên là em có được cái cảm giác đó ừ. Thế là em chia sẻ như vậy là cũng chính là đúc kết cái trải nghiệm bản thân ra ừ uh, em may mắn là em được vượt qua được cái cảm giác đó và em tìm lại được bản thân mình. Ừ. Chứ, có, chứ nếu không là sẽ bị trượt dài ở trong những cái chuỗi gọi là uh, hào quang. Gọi là khi một kiểu hào quang đi qua rồi á, mình sẽ bị trượt dài ở trong cái những cái gì mà nó để lại. Ừ. Em may mắn là em vẫn vượt lại được bản thân mình và em vẫn cảm thấy ok. Ừ. Nhưng mà ở một góc nào đó em có cảm thấy là đóng mở ngoặc kép nha. Dạ bất công không là kiểu như là những bạn mà có cái khiếu hài hước có cái tính giải trí đó và ưa nhìn một xíu đó khi mà các bạn đó tham gia các chương trình truyền hình thực tế có thể về âm nhạc có thể chẳng liên quan gì đến âm nhạc cả nhưng mà thông qua những cái hoạt động đó thì họ có được một cái lượng fan rất là lớn được yêu thích và nó hỗ trợ họ rất là nhiều trong cái sản phẩm sau này cái đường hướng sau này ai sống mà không cần khán giả đúng không dạ, dạ. đó trong khi những người như là Huy nè Thì mình cũng lao động rất là vất vả này kia Nhưng mà mình sẽ rất là khó Để có thể kiếm được một lượng khán giả Mà nhanh như vậy, mà nhiều như vậy Trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn Đó, và cái chuyện mà có thể nói chuyện lưu loát, hài hước, quăng miếng hay là phù hợp với các chương trình truyền thực tế. Đâu phải là ông trời cũng cho bất kỳ ai cũng có khả năng đó đâu ví dụ như người như huy chị cảm giác em là một người rất là nội tâm rất là thích nói chung nó hơi một mình một chút xíu Đã. đó một người như em thì rõ ràng mà quăng vô chương trình như vậy là nó Nên không bị siêu liền là 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 không có thể nào mà bắt nhịp kịp người ta và mình cũng không có quăng được và mình cũng không có phải là người thích nói nhiều Đã. để có thể là tương tác qua lại thì tức là em có cảm thấy như vậy nó hơi hơi thiệt thòi hơi bất công đóng mỗi ngoặc kép cho những bạn mà giống như em ở bên ngoài tại vì chị biết cũng rất là nhiều nghệ sĩ bên ngoài không tham gia chương trình thực truyền hình thực tế nhưng mà họ cũng hoạt động âm nhạc rất là nhiều họ chuẩn bị rất nhiều họ ra sản phẩm rất là nhiều nhưng mà rất là khó để thu được những cái phần mà kết quả về sự ủng hộ của công chúng như những gương mặt kia à, em em nghĩ là ngay từ trong cái câu hỏi của chị Chị đã giải thích cho mọi người thấy là Nó đã không có sự bất công nào ở đây rồi <laughs> <laughs> bởi vì sao là bởi vì em nghĩ là mỗi một người sinh ra đã có một cái sứ mệnh riêng, một cái nhiệm vụ riêng rồi à, Các bạn đó nổi tiếng, các bạn đó có nhiều fan Là bởi vì đó là cái tài năng của các bạn ấy Tài năng đó đôi khi không phải nằm ở âm nhạc Mà tài năng đó là tài năng thu hút ánh nhìn Tài năng thu hút sự yêu mến của mọi người Thì em nghĩ đấy là một cái tài năng mà không phải ai cũng có được Và không phải trường lớp nào dạy được cái tài năng đấy cả Và đấy là một cái mà em 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 chấp nhận và em biết là mình không có cái tài năng đấy em chỉ có một xíu gì đó năng kiếu về âm nhạc thôi và nếu mà mình có năng kiếu về âm nhạc thì mình chỉ hài lòng với những cái gì mà âm nhạc mang về cho mình được thôi ví dụ như là sẽ có những khán giả thích âm nhạc của mình có những cái khán giả mà 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 yêu cái cách mình kể chuyện cho âm nhạc thì mình chỉ được, được hài lòng với những cái đó thôi mình chỉ hài lòng với những cái đó thôi chứ mình không thể là mong muốn cao hơn có nghĩa là mình chỉ làm âm nhạc rồi mình nói chuyện nhạc tuệt hay là mình bề ngoài của mình không sáng mà mình lại đòi kiểu uh, ai cũng yêu mình hay là đi chương trình nào người ta cũng kiểu đổ xô ánh nhìn vào tất nhiên là không có điều đó thôi đấy đấy không phải là cái mà mình có thì mình làm sao mà mình cảm giác mà mình bất công hay thế nào được thì em nghĩ là đấy là một cái sự công bản và một cái sự uh, gọi là gì uh, sắp đặt hay là một cái sự định sẵn rồi <laughs> thì mình biết mình có cái gì và mình uh, có những cái đó thì uh, điều gì sẽ đến với mình thì đấy là một cái điều mà em nghĩ là mọi người nên nên hiểu và nên biết cái điều đó. Ừ. Chị chỉ muốn uh, đính chính một chút xíu trong cái phần của em thôi là về cái câu chuyện mà sáng hay là dễ nhìn đẹp gì đó thì dạ. thật ra mình có nhan sắc Um, vạn người mê đi thì nó là một cái lợi thế của mình nhưng mà trong một cái chương trình truyền hình tế nói riêng cũng như là trong cái ngành giải trí nói chung á huy thừa sức biến là nhan sắc đâu phải là tất cả đâu ừ, em 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 thực ra, thực ra là em hơi nói thiếu một xíu em nghĩ là cái duyên đó. Ừ. em nghĩ là cái quan trọng là cái duyên á cái duyên thì mới tạo ra thiện cảm của khán giả thì nếu như mà người ta có cái duyên của mình không có cái duyên thì mình mình không thể nào mà mình đòi hỏi được là ai nhìn mình cũng yêu thích hay là ai cũng thích cách mình nói chuyện hay là nghe câu chuyện của mình là cười được. Ừ. Em thấy anh Dương Lâm Đồng này á đâu phải là một người quá sáng về nhan sắc đâu đúng không? Nhưng mà anh có một sức hút rất là mãnh liệt. Dạ à, em nhìn uh, <laughs> anh thì lúc nào cũng liên tưởng đến uh, Lim Minh Hồ. <cười> <cười> Mặc dù là cậu không quá sáng sân khấu nhưng mà em nhìn ông có một cái gì đó tươi lắm vui lắm. Ừm. Ủa nhưng mà tươi với vui thì nó lại đâu có liên quan tới Li em Cái kiểu là cái cảm giác em nhìn Li thì cảm giác đẹp trai mình thích không Còn anh em nhìn anh Dương Lâm thì là cả, cả, Mình cũng thích nhưng mà thích theo cái cảm giác là Nó giống cái cảm giác nhìn anh Li nên em nghĩ là <laughs> Anh ấy giống Li Ồ, tức là cái cảm giác của em thấy thích khi mà nhìn Dương Lâm Khi người ta gọi là Li Việt Nam Uh, Liên minh ho đồng nai gì đó thì em sẽ giống như là uh, đang play Bron đúng không là lê dương bảo lâm đang play Bron cái vai trò của li minh ho đúng không dạ, dạ, và dạ. em cảm thấy vui khi mà mình 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 được xem cái hình ảnh đó mình cảm thấy thoải mái đúng không dạ đúng rồi bởi vì là em cũng có cơ hội được uh, một vài lần mà đi quay chung hay là làm việc chung với anh uh, dương lâm ạ à. ừ và uh, vui lắm một, một, một cái năng lượng mà đó đó em nghĩ là đó là cái trời phú chứ không phải là ai cũng có được, cái ừ. năng lượng mà thu hút người khác. Ấy. Ừ. Vậy là em cũng đi quay nhiều rồi thì em nhìn nhận mình á khi mà tham gia cái chương trình truyền hình thực tế thì nó mình có tưởng tượng được nào, là nó sẽ như thế nào không? Là, sau một vài lần đi quay thì em đúc kết ra là một cái kinh nghiệm là mình đừng nên nhận lời đi quay bất kỳ một chương trình nào. <laughs> ừ. ừ, thực sự em không hợp. Ừ. Em em lên Em cảm giác em tới góc nào là góc nó tối hẳn à <laughs> Tại sao em lại nói như vậy? Tức à, là em xem lại cái bản cuối rồi hình sao? Dạ đúng rồi, một vài chương trình em đi và em cố gắng xem lại Em cảm thấy uh, thực sự là mình không phải sinh ra để dành cho những cái uh, cái chương trình như thế này ừ. Mà thật ra Huy biết thì sao? Không? Nói về em á, khi mà chị trò chuyện với em vài lần rồi á thì chị mới có được cái cái nhận định của em như hồi nãy giờ chị chia sẻ chứ mà hồi trước mà chị nghe nhạc của Huy á chị thấy Huy là một cậu bé rất là năng lượng rất là tếu táo rất là hài hước hóm hỉnh dễ thương và em cái kiểu như là tay chân nhảy chân sáo rồi này kia năng lượng vui tươi lắm và chị nghĩ là cái hình ảnh của âm nhạc của em với con người em đó là một và em rất là phù hợp với những kiểu như vậy hay là do bản thân em đang thay đổi hay là như thế nào Uh, không phải là bởi vì con người của em nếu như mà tách khỏi ra âm nhạc thì con người của em trước giờ như này nó sẽ là hơi trầm trầm tính uh, nghĩ khá là nhiều và nói chuyện nó cũng sẽ kiểu nhỏ nhẹ và kiểu hơi giữ mình một xíu như này ừ. nhưng mà còn um, riêng về âm nhạc thì ừ. đó là cái góc nhìn của em về cuộc sống hay góc nhìn của em về mọi vấn đề thì em em suy nghĩ mọi vấn đề nó đều đơn giản như vậy và ừ. nó, nó khá là dễ thở trong kể cả, cả, cả những cái vấn đề khó khăn đi chăng nữa Ừ. nên âm nhạc của em nó mới mang một cái màu sắc nó tươi mới và nó nó trẻ trung như vậy ừ. thì đôi khi em cũng ước một phần nào là cái tính cách của mình nó cũng giống như âm nhạc của mình vậy nó tươi tươi vui vui như vậy nhưng mà không được bởi vì mình sinh ra là con người mình nó đã kiểu trầm trầm tính như này thôi Tự nhiên người trầm trầm thích ở một mình Xong mà nhạc thì tưng bừng dễ sợ <laughs> uh, Nhưng mà với cái anh Ok này Thì rõ ràng là chị thấy có một cái sự chuyển hướng nhất định So với cái nguồn năng lượng cũ Mà em mang đến cho mọi người trong nhiều năm trước đây Thì không biết đây là một cái sản phẩm Giống như là em thử nghiệm Để xem là phản ứng của mọi người Với anh Ok như thế nào Nếu mà mọi người phản ứng tốt Thì tôi tiếp tục Mà mọi người chê quá Thì tôi back lại như ngày xưa hay là sao? Tức là những cái sản phẩm của em trong thời gian sắp tới nó như thế nào và cái này có phải là cái định hướng hay không? Ờ, em phần nào đã đoán được trước cái phản ứng của mọi người rồi. À, à, tức là nó giống em suy nghĩ luôn. Dạ. Và mọi người mọi người phản ứng khá là kiểu không thích không thích cái vai cái, cái, màu sắc mới này của em. Bởi vì là trước giờ cả một là quãng thời gian là ghi được tiếng vang với cái màu sắc và cái phong cách âm nhạc nó đã quá thành công đối với em rồi. tự nhiên đùng một cái chuyện qua một cái phong cách mới ấy, thì tất nhiên là sẽ nhận về những cái ý kiến của mọi người là không thích rồi và em biết là sẽ như thế nhưng mà em nghĩ là đã đã đến lúc mà em phải chuyện mình rồi bởi vì là ai cũng phải trưởng thành thì ai cũng phải biết buồn mà à, em muốn làm một cái bài hát dần dần để thông báo cho, cho mọi người biết đó là trong thời gian sắp tới thì có thể em sẽ vẫn làm lại những bài vui vui như ngày xưa nhưng mà đôi khi là trong cái vui đó nó sẽ không có cái sự hồn nhiên và vô tư nữa và nó sẽ là một sự trưởng thành hơn và nhìn cuộc sống và nhìn mọi cái vấn đề một cách nó đơn giản nhưng mà nó sẽ có chiều sâu hơn của cái từng trạng ừ. nhưng mà em không sợ là mình mất đi những người đã từng yêu thích mình không ừ tất nhiên là mất uh, mất đi khán giả thì sẽ sợ rồi chứ. mất đi một người cũng sợ, một người nó nó cũng là một cái gì đó rất là lớn đối với em rồi. Nhưng mà em em nghĩ là mình mình phải làm điều đó, bởi vì giờ đến giờ phút này mà bảo em viết lại những cái bài như cô gái mấy năm hai là uh, yêu anh em nhé từ những ngày đầu cách đây năm sáu năm đi chăng nữa, giờ em em không viết được em không còn cái một cái sự nó nghịch ngây, ngây thơ và hồn nhiên như vậy nữa vì ngày em viết về đó em cỡ khoảng uh, 20 tuổi 20 21 tuổi mà giờ em cũng ngót 30 rồi 29 gần 30 rồi thì uh, cái cái sự trưởng thành uh, về mặt tuổi tác thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và ảnh hưởng nhiều đến cái góc nhìn và cách viết nhạc của em Ừ. kiểu mà ngày vừa 20 em ùa vào đời ha là <laughs> mọi thứ nó đang rất là tươi mới ha. cuộc đời đang chúng ta gian tay chào đón ánh bình minh rồi năng lượng rồi không có gì lo toan ha mà bây giờ cuộc sống khi mà nó mình đi đi làm chính thức rồi mình phải trải qua rất là nhiều thứ nó dập vô người mình nhiều quá phải không phong Được. ba bảo táp ha. trụ đứng muốn muốn đứng vững thôi nó đã khó rồi chứ nó không phải ùa vào đời nữa <cười> <cười> nó, nó đơn giản như trong cái bài hát của em nói chị là này... Ví dụ như thôi thì là duyên Nếu như mà người thuận thì tôi sang thưa chuyện với mẹ cha Nó ừ. đơn giản lắm Nó là suy nghĩ của một cậu nhóc lúc 20 Đến bây giờ Khi mà muốn lấy vợ làm gì có chuyện đơn giản như vậy Nếu mà anh và em có duyên thì anh sang nhà ngay Không thể nào mà đơn giản suy nghĩ như vậy được ừ. Tức là ngày xưa ở tuổi tầm mười mấy hai mươi hơn Gần hai mươi hay là hai mươi hai mốt hai hai ba Mình thích ai rồi mình suy nghĩ là Ở muốn bên người đó cưới thì cưới thôi đúng không dạ, dạ. Còn bây giờ ngay cả mình thích cái người đó Mà để gọi là để tiến đến hôn nhân thì bản thân mình cũng phải chần chừng mình suy nghĩ. Đã, đúng rồi Đã, nó sẽ là ảnh hưởng của rất nhiều cái từ công việc cho, cho đến cuộc sống sau này cho, cho đến họ hàng hai bên rồi rồi con cái tất cả mọi thứ nó là cả một cái cả một cái công cuộc mà một cậu nhóc 19 20 tuổi mà chưa từng nghĩ đến hay chưa từng tưởng tượng đến. Ừ rồi nói chung là hiểu mà khi mà tới gần 30 là mà nhất là khi mà em cũng nam tiếng một mình em em phải uh, sống như thế nào tồn tại như thế nào ở thành phố hồ chí minh nè mình phải có cuộc sống ổn định rồi công việc ổn định mọi thứ là mình đã trải qua những cái cảm giác đó hết rồi yeah. cho nên bây giờ quyết định cái gì cũng phải cực kỳ đắn đo và khi mà trải qua như vậy làm gì còn hồn nhiên vô tư nữa đúng không em <laughs> đúng, đúng rồi nhưng mà những cái sản phẩm sắp tới là mình cứ ra đều đều luôn hay là mình sẽ định là tầm khi nào mình bắt đầu một cái chuỗi như vậy ờ, thực ra là cái bài anh ok đã là mở màn cho cái dự án đấy rồi và em sẽ dự tính khoảng mỗi một tháng Ờ ừ. à, thường là tuần thứ ba tuần thứ ba của tháng đó nó sẽ phát hành một bài ừ. Bất kể là có đụng sự kiện này hay không Tới lịch tôi lên đúng không à, Nếu mà có đụng sự kiện thì mình du di <laughs> đầu tuần cuối tuần gì đó à, Thì um, cũng không biết nói gì nhiều Tại vì biết em từ hồi mà Em chưa có vào Thành phố Hồ Chí Minh Những cái bài của em là chị vẫn nghe Chị cảm thấy thích lắm Chị nói ồ sao bé nào viết hay ghê Mà một cậu bé ở miền Bắc mà không hiểu vì sao Cái âm nhạc nó rất là Miền Nam nó rất là miền Tây Nó rất là gần gũi mộc mạc Chị thích dữ lắm và tới khi mà em vào thành phố Hồ Chí Minh uh, hoạt động chính thức rồi ra nhiều sản phẩm uh, chị cũng follow và biết sơ sơ là tình hình của em như thế nào có những khó khăn thuận lợi gì ra sao và từng bước là em trưởng thành như thế nào nó là một cái đường dài chuyên nghiệp chứ không phải là một cái cuộc chơi mà ngẫu hứng lên thắng cái là thắng luôn yeah. thì uh, tới bây giờ thì chị thấy là em đã bước đi một cái chặng đường rất là dài và chặng đường phía trước nó sẽ còn dài hơn nữa uh, không biết nói gì hơn là mặc dù ở ngoài kia sẽ có rất là nhiều drama và bà con cũng sẽ quan tâm đến drama nhiều hơn là những cái chính thống. Và tên tuổi lớn thì cũng đầy hết và mỗi ngày đều xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ đúng không? Đã. Và cái cuộc cạnh tranh này nó ngày càng khốc liệt hơn. Nói chung là phải thủ thế đội nón bảo hiểm vô cho kỹ vô. À, một cái đường đua rất là dài bởi vì chị cảm nhận được là với Huy thì em vẫn rất là đam mê về âm nhạc. Nếu mà đã thế thì thôi, mình cứ dốc lòng dốc sức làm và chúc em sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt hơn trong thời gian sắp tới ha. Đã, em uh, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả các thính giả của VOH đã dành thời gian rất là dài để nghe tâm sự về câu chuyện của em. Uh, chúc cho chị và chúc cho toàn thể các quý vị thính giả có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Vâng, cảm ơn Huy trò rất nhiều và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.